một số công việc vô cùng đơn giản để chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập trong mùa Covid này. Thế nhưng, kiếm tiền thôi là chưa đủ, chúng ta còn cần phải biết cách tiết kiệm và chi tiêu một cách hợp lý. Và ngay bây giờ đây, hãy lấy một cuốn sổ ra và lập một danh sách những khoản chi tiêu mà chúng ta cho rằng là không thực sự cần thiết. Và các bạn hãy lập theo thứ tự quan trọng, lược bỏ một số những công việc mà chúng ta cảm thấy dư thừa và chúng ta có thể tiết kiệm được trong tháng này. Các bạn biết đấy, khi mà trong mùa Covid này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của chúng ta rồi. Thế nhưng nếu như các bạn biết tiết kiệm một cách hợp lý, chúng ta có thể để ra từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Và các bạn đang quay trở lại với channel của Hà Thu. Đầu tiên, tự nấu ăn ở nhà. Như các bạn biết đấy, nấu ăn ở nhà vừa đầy đủ dinh dưỡng, an toàn mà lại có thể đảm bảo sức khỏe của chúng ta. Bữa ăn tự làm thì luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và chắc chắn là hợp khẩu vị của chúng ta rồi. Thế nhưng các bạn biết không, nếu mà chúng ta tự nấu ăn ở nhà còn có thể tiết kiệm được từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu đồng một tháng. Không tin phải không? Hãy thử tính xem nhé. Một bữa ăn bây giờ trung bình thì cũng từ tầm 35.000 cho tới 40.000 đồng một suất. Như vậy là một ngày thì chúng ta cũng đã mất tới 120.000 đồng rồi. Thế nhưng cùng với số tiền đó mà chúng ta mua thức ăn, thịt, cá sau một ngày thì chúng ta có thể là tiết kiệm được 60.000 đồng đấy. Bởi vì là theo như mình thấy thì 120.000 đồng chúng ta có thể mua được thức ăn trong vòng 2 cho tới 3 ngày. Như vậy là một ngày chúng ta đã tiết kiệm được 60.000 đồng đúng không nào? Và thử tính xem, như vậy thì một tháng chúng ta đã có thể tiết kiệm được khoảng 1.800.000 đồng. Đó sẽ là một khoản tiết kiệm cực kỳ tốt trong mùa Covid này. Đặc biệt các bạn không nên chạy theo việc dự trữ lương thực. Hãy mua những sản phẩm mà chúng ta cần, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng mà lại có thể tiết kiệm tiền kha khá. Và chúng ta có một cách nữa để có thể tiết kiệm được khoản mua rau, đó là chúng ta có thể trồng thêm rau ở những cái khu vực trống ở trong nhà của mình, như là ở trên sân thượng hoặc là ở ngoài lan can. Đó cũng sẽ là một cách để chúng ta tiết kiệm tiền đúng không nào? Thứ hai, đó là tập thể dục tại nhà. Thay vì việc là chúng ta phải đến phòng tập vừa đông người lại còn vừa tốn kém, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo những bài tập ở trên mạng và tập theo những bài tập đó. Hiện giờ mình thấy là ở trên các trang mạng xã hội hoặc là ở trên YouTube thì có rất là nhiều những trang web để hướng dẫn chúng ta luyện tập thể dục tại nhà vừa tăng cường sức khỏe mà lại giúp chúng ta tiết kiệm tiền. Theo như mình có tìm hiểu thì hiện giờ ở các phòng tập 3 đến 4 sao thì cũng đã từ 400.000 cho đến 500.000 đồng một tháng. Đặc biệt là với những cái phòng tập 5 sao như kiểu Cali này hay là Elite thì có thể lên tới 700.000 đồng đến 800.000 đồng một tháng. Và nếu như các bạn có thể hoàn toàn tập được ở nhà, vừa tăng cường sức khỏe của chúng ta, lại vừa đảm bảo là không ra những chỗ đông người, chúng ta có thể tiết kiệm được khoản tiền khá lớn đúng không nào? Thứ ba, hãy cai nghiện thói quen mua sắm một cách vô bổ. Để có thể tiết kiệm chi tiêu trong mùa Covid này, chúng ta nên từ bỏ thói quen mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết hoặc là những món đồ có giá trị lớn. Như vậy sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bản thân mình thôi thì cũng là một người có thói quen mua sắm để xả stress. Mỗi khi mà mình cảm thấy có chuyện buồn này hay là áp lực ở trong công việc thì mình lại đến các trung tâm mua sắm. Rồi các bạn biết đấy, con gái thì có ti tỉ thứ để mua, từ mỹ phẩm này, quần áo này, rồi giày dép, hay thậm chí là cả những cái món đồ phụ kiện như kiểu khuyên tai chẳng hạn. Có những cái món đồ mà mình thấy là thực sự không cần thiết đâu, không biết là mình sẽ kết hợp với cả quần áo như thế nào, rồi mình không biết là kết hợp cùng với cả túi xách như thế nào, nhưng vẫn mua. Để làm gì? Để có thể là mình được, mỗi lần mình được thanh toán tiền là một lần mình được xả stress. Nhưng thực ra thì cái thói quen đấy vô cùng nguy hiểm các bạn ạ. Bởi vì thói quen đó có thể sẽ khiến chúng ta tiêu tốn rất nhiều tiền trong vòng một tháng. Thay vì đó, chúng ta nên từ bỏ thói quen này để có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong một tháng các bạn nhé. Và các bạn biết không, bẫy tài chính luôn là một thứ cực kỳ nguy hiểm và chúng ta cần phải đề phòng. Đặc biệt đó là các chương trình giảm giá. Mình thấy rằng là có rất nhiều các chương trình giảm giá hiện nay ở trong mùa Covid này. Đó là một cách để kích cầu mua sắm. Thế nhưng khi mà chúng ta nhìn vào những cái chương trình giảm giá đó, đôi khi chúng ta thực sự cảm thấy cái món đồ đó không cần thiết hoặc là chưa có nhu cầu để sử dụng nhưng vẫn mua để tiết kiệm tiền. Thế nhưng các bạn biết không, đó lại là một cách để chúng ta tiêu tiền rất là lãng phí, bởi vì có những món đồ các bạn sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến cả. Thứ tư, các bạn hãy thay đổi thói quen giải trí. Không biết là khi mà rảnh rỗi thì các bạn sẽ làm gì? Mình thì mình thường là hay đi cà phê với cả bạn bè này, tán gẫu hoặc là đi xem phim. Rồi đôi khi thì chúng ta có thể là đến các sự kiện để giải trí. Thế nhưng mà thực ra thì ở trong mùa Covid này các bạn biết là chúng ta nên tránh những cái chỗ đông người đúng không nào? Và đặc biệt là với những trung tâm thương mại hoặc là với những cái sự kiện thì chắc chắn chúng ta không nên đến rồi.
Đôi khi thì chính những cái thú vui, chính những cái thói quen đó của chúng ta lại khiến chúng ta tiêu tốn rất là nhiều tiền. Thay vào đó, chúng ta có thể thay đổi thói quen giải trí của mình, ví dụ như là xem phim, nhưng mà không phải là đi ra ngoài rạp, mà chúng ta xem phim online trên Netflix. Hoặc là thay vì việc chúng ta đi cà phê cùng với bạn bè, đi cà phê để đọc sách, thì chúng ta hãy tìm kiếm những cuốn sách online để chúng ta có thể đọc giết thời gian và tăng thêm kiến thức cho mình. Có rất là nhiều thói quen giải trí mà chúng ta có thể thay đổi, vừa tiết kiệm tiền mà lại vừa an toàn, đúng không nào? Và cuối cùng, có một tài khoản tiết kiệm khẩn cấp. Nếu như mà chúng ta chẳng may bị mất việc ở trong mùa Covid-19 này, chắc chắn chúng ta sẽ cần phải có một khoản tiết kiệm để có thể duy trì sự sống của mình ít nhất từ 3 cho tới 6 tháng. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp như hiện nay, chúng ta nên sử dụng hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng online. Và các bạn biết không, đây không chỉ là một hình thức vừa thuận tiện, nhanh chóng mà lại giúp chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Đặc biệt là khi mà các bạn gửi online thì mình có tìm hiểu là sẽ được lãi suất cao hơn là khi các bạn gửi trực tiếp tại quầy, từ 6-8% tùy ngân hàng cũng như là tùy số tiền mà các bạn gửi. Và đó chính là 5 cách vô cùng đơn giản để chúng ta có thể thắt chặt chi tiêu trong mùa đại dịch Covid này. Hãy bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay để có thể tiết kiệm được từ 4-5 triệu đồng một tháng các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ sống khỏe qua thời bão giá Covid-19. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết vlog ngày hôm nay của Hà Thu. Nếu các bạn cảm thấy vlog hay thì đừng quên ấn nút like để ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn hãy ấn vào nút subscribe và tích vào hình quả chuông để cập nhật thêm những vlog mới nhất của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo.